Cây lục lạc ba lá hay còn có tên gọi khác là cây sụp sạc, cây rủng rãng, cây muồn lá tròn. Cây lục lạc là dạng cây bụi mọc thấp, thường chỉ cao khoảng 1 mét. Cây thân thảo sống hàng năm, lá cây thường lụi tàn vào mùa đông, rụng để lại gốc và hạt. Lá nhỏ hình giống lá cây lạc. Hoa có màu vàng, mọc thành từng chùm hoa dài, mỗi chùm có nhiều hoa nhỏ mọc dọc từ ngọn kéo xuống. Quả giống hình quả đậu, có chứa nhiều hạt. Khi quả khô vỡ bung ra, nhiều hạt nhỏ như hạt đậu. Bộ phận dùng để làm thuốc bao gồm cả cây, rễ, hạt, đem phơi khô và để dùng dần. Trong đông y, cây lục lạc ba lá có vị ngọt, hơi chát, có tính mát, có tác dụng bổ can thận, sáng mắt. Thân và lá của cây lục lạc có vị đắng, tính bình, có tác dụng tiêu viêm, lợi tiểu. Còn rễ của cây lục lạc có vị hơi đắng, tính bình, có tác dụng tiêu viêm, giúp trợ tiêu hóa. Trong dân gian, người ta thường cho rằng hạt của cây lục lạc ba lá có tác dụng chữa bệnh tiểu tiện nhiều lần, tiểu xoắn, can thận kém, mắt mờ, di tinh. Sau đây là một số bài thuốc thường dùng từ cây lục lạc ba lá. Bài thuốc chữa nước tiểu đục do nhiệt. Ta cần chuẩn bị hạt của cây lục lạc ba lá 20g đem sao vàng, hạt bo bo 30g, cây mã đề tươi 20g, rau ngô 12g, cam thảo dây 10g, tất cả các dược liệu trên đem sắc uống ngày một thang và chia thành 2 đến 3 lần uống trong ngày, uống liên tiếp từ 5 đến 10 ngày cho một liệu trình. Bài thuốc chữa di tinh hoặc tinh từ cây lục lạc. Ta cần chuẩn bị hạt lục lạc ba lá gồm 20g đem sao vàng, củ súng 20g, hạt sen 20g, tất cả các dược liệu đem sắc thuốc để uống và uống mỗi ngày một thang, uống liên tiếp từ 10 đến 20 ngày cho một liệu trình. Lục lạc có tác dụng điều trị bệnh bạch đới, tiểu xoắn ở phụ nữ. Ta cần chuẩn bị hạt lục lạc, rau dừa nước mỗi vị 20g, hai dược liệu trên đem sắc thuốc để uống và uống mỗi ngày một thang. Đặc biệt, người bệnh cần lưu ý dùng liên tiếp từ 3 đến 5 ngày để đạt được hiệu quả. Cây lục lạc có tác dụng điều trị đau nhức xương khớp, đau dây thần kinh tọa. Đối với trường hợp này, ta cần chuẩn bị thân rễ của cây lục lạc khoảng 10g, kết hợp với bạch chỉ 20g, ké đầu ngựa 10g, khiếm thực 20g. Tất cả các dược liệu trên đem sắc thuốc để uống và uống mỗi ngày một thang chia thành 2 lần uống trong ngày và sử dụng liên tiếp trong 5 ngày cho một liệu trình để đạt được hiệu quả. Hạt lục lạc có tác dụng điều trị chứng tiểu dầm. Ta sử dụng hạt lục lạc ba lá khoảng 20g đem sao vàng và sắc thuốc để uống mỗi ngày một thang, dùng liên tiếp từ 5 đến 10 ngày. Lục lạc có tác dụng điều trị bệnh tăng huyết áp. Ta cần chuẩn bị hạt lục lạc ba lá 20g, 12g hạt mùn mùn, 12g lá dâu, tất cả các dược liệu trên đem sao vàng và sắc thuốc để uống mỗi ngày một thang, chia thành 2 đến 3 lần uống trong ngày, dùng liên tiếp 10 ngày cho một liệu trình. Lục lạc có tác dụng chữa chứng mất ngủ, suy nhược thần kinh. Đối với căn bệnh này, ta cần chuẩn bị 20g hạt lục lạc ba lá, 12g hạt mùn mùn, hai dược liệu trên đem sao vàng, đồng thời kết hợp với 12g long nhãn, 20g lá lạc tiên. Tất cả các nguyên liệu trên đem sắc thuốc để uống, uống mỗi ngày một thang và chia thành 2 đến 3 lần uống trong ngày, dùng liên tiếp 10 ngày cho một liệu trình. Ngoài ra, ta cũng có thể sử dụng một phương pháp khác để điều trị chứng mất ngủ suy nhược thần kinh. Đó là ta dùng thân và rễ của cây lục lạc khoảng từ 10 đến 15g, kết hợp với 30g vông nem, 5g tăm sen. Tất cả các nguyên liệu trên đem sắc thuốc để uống và uống mỗi ngày một thang, chia thành 2 đến 3 lần uống trong ngày, dùng liên tiếp từ 5 đến 10 ngày. Lục lạc có tác dụng điều trị viêm tuyến vú. Ta dùng thân lá của cây lục lạc khoảng 20g ở dạng khô đem sắc thuốc để uống, đồng thời kết hợp dùng thêm lá tươi, giã nát và trộn thêm 2 thìa cà phê rượu, rồi đắp lên vùng bị sưng đau. Các bạn thân mến, mặc dù cây lục lạc có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên để sử dụng loại cây này một cách hiệu quả và an toàn cho sức khỏe, ta cần lưu ý một số điều như sau. Thân, lá và hạt của cây lục lạc có chứa một ít độc tính, do vậy người bệnh không nên tự ý dùng thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ chuyên môn.
Không dùng vị thuốc ở dạng tươi để uống khi chưa đun nấu bởi vị thuốc có độc tính ở dạng cây tươi. Không dùng vị thuốc này cho phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ. Không dùng vị thuốc này dưới hình thức ngâm rượu để uống. Trên đây là một số thông tin mang tính chất tham khảo về những công dụng, tác dụng của cây lục lạc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào.